Nếu như anh em đang bị mắc ọt game hoặc thiếu kim cương để quay đồ, anh em đừng lo lắng, anh em hãy đánh ngay với shop Patreon FF trong cùng có nhận bộ quà giảm giá lên đến 70%, và khi mà anh em nạp từ 200k đến 300k trở lên thì tỷ lệ nổ hũ 15.000 kim cương cực kỳ cao. Anh em chần chừ gì nữa, anh em nhanh tay đi mua cạc và truy cập với shop Patreon FF trong cùng của mình nha. Quẩy lên em ơi, tà lăng, quẩy lên em ơi. Thì đậu xanh hôm nay là chủ nhật anh em, thì đậu xanh bây giờ anh em là 03:03 rồi nha, là 12 giờ khuya anh em. Thì hôm nay là chủ nhật á, thì đậu xanh Garena nó mới tặng cho tôi mấy bộ đồ đá banh này anh em. Đấy, anh em thấy đẹp không, quá là xịn sò luôn anh em ơi. Tôi không mấy cái bộ đồ này lâu lắm rồi anh em ơi. Tôi xem mà đứng ngồi á, đậu xanh mấy bộ đồ này đẹp dữ lắm anh em ơi. Trời ơi, anh em thấy chưa, quá trời đẹp luôn. Thì bây giờ á, tôi sẽ, cái gì đây nữa, cái gì, ê con chó với chanh má cái thằng chó châu nào đấy. À, thì bây giờ tôi sẽ review, tôi test cho anh em coi bộ đồ này nha. Má gặp trái trâu anh em ơi, solo với tao không hả? Mé 12 giờ khuya đi gà kè solo không nội. Má nó xà ba mình anh em ơi, để mình ra mình nhắn tin đó. À, để mình xây màn hình lại cho anh em coi nha. Má gặp trái trâu anh em ơi, ê con chó bái chanh gì các kiểu gì đem nội. Má gặp trái trâu 12 giờ khuya không bông, 00:03 gặp trái trâu gà kè solo đấy mà. À, tao là nhân chùm ông sốt Việt Nam. Adu từng thắng là bg adu trái châu anh em ơi, trái châu anh em ơi, không có đối thủ. Rồi cái thằng này là cái thằng chùm gái nữa rồi anh em ơi. Má gặp trái châu 12 giờ đêm đang quay clip cho anh em xem gặp trái châu anh em à. Mẹ 12 giờ khuya đang quay clip cho anh em xem gặp mấy thằng trái châu này. Mẹ nó xà bam, nó còn gạ kèo solo nữa nhá. Mà dám solo với tao không, lbg thua tao bảo không. Trời ơi là trời, cái thằng này nó ảo tưởng không nội. Mày tuổi con gì bé chanh, tao chấp mày 3 round. Adu gặp dân chơi, gặp dân chơi anh em ơi. Ba rau đầu tao đéo thèm bắn mày, kèo 100k kim cương không con gà. Trời ơi gặp trẻ trâu rồi anh em ơi. Mẹ à, tao chùm 2k8 xin cái tuổi. Adu 100k kim cương thì không sợ anh em ơi. Hôm nay chủ nhật nữa, tỷ lệ nổ hũ cuối tuần cực cao nên mình không có sợ. Nhưng mà quan trọng là cái thằng trẻ trâu này nó gái quá anh em ơi. Anh em thấy nó gái dữ không? Được, mình sẽ trị tội thằng trẻ trâu này. Mẹ nó nếu không 2k8 nha anh em, mà gái vậy á ngon solo nếu không. Bây giờ anh em coi nè, dám không thằng nhóc hả? Đậu xanh nó nhỏ tuổi hơn mình mà nó kêu mình thằng nhóc. Adu được, thế nó thách thức mình chơi kèo nó luôn nha anh em đó. Thì bây giờ mình sẽ vô solo với nó luôn á. À, gạ kèo, mình gạ kèo nó ông sốt luôn anh em ơi. Tôi sẽ cho anh em thấy chứng minh bé chanh ông sốt thế nào mà nó đòi làm chùm ông sốt. Mình quay video cho nó lên top luôn á. À, gặp cho chào anh em ơi. Từ lớp 1 đến lớp 5 tao còn chưa sợ. Quả cái chửi anh em à. Ok, vô quất với nó luôn anh em ơi. Mẹ nó em, nó chửi mình không? Mình em thấy nó chửi mình dữ không? Mẹ nó chửi bá chanh là bùi cắt kiểu luôn. Adu. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ vô solo với nó nha anh em nha. Ok anh em ơi, thì đậu xanh anh em có tin là chỉ với 400k mà tôi có thể quay được 100k kim cương tôi solo với lại trẻ trâu kia không anh em? Thì đậu xanh cái shop của tôi anh em, anh em chỉ cần nạp từ 200k đến 300k trở lên á thì tỷ lệ nó nổ hũ càng kỳ cao nha anh em. Đó thì đó giờ tôi nạp tỷ lệ tích lũy càng nhiều rồi. Anh em nạp càng nhiều trên cái shop của mình á thì tỷ lệ nó nổ hũ càng kỳ cao nha. Hồi đó giờ tôi nạp tích lũy hơi bị nhiều rồi luôn á anh em à. Thì bây giờ anh em mới ra cái vòng quay sự kiện đẩy lùi Covid này anh em. Thì đậu xanh á anh em, cái vòng này anh em chỉ với 9.000 thôi mà anh em có thể quay được 15.000 kim cương luôn nha anh em. Thì đậu xanh anh em thấy cái lịch sử quay gần đây không? Thì có bạn mới quay trúng 3.000 kim cương này anh em, có bạn quay trúng được 14-40 kim cương các kiểu, hay như xu nhân phẩm anh em. Thì bây giờ tôi sẽ quay cho anh em coi nha. Ok, bây giờ tôi quay phát ít mọc luôn để coi thử nhân phẩm tôi thể như thế nào nha anh em. Ui, phát đầu tiên được có 40 kim cương vậy ông nội, đáng thế. Ok anh em ơi, nhưng mà đậu xanh ui phát thứ hai được 599 như này. Đã anh em, nó tăng dần chưa? Lời nha anh em. Chỉ có 9.000 một lượt quay thôi nha. Trời ơi, 3.000 ba kim cương luôn. Đấy anh em thấy chưa? Thì anh em nào mà muốn có hạt nhiều kim cương á thì anh em thể qua cái shop của mình nha anh em. Trời ơi, để bây giờ mình quay phát X10 luôn nha. Mình chọn X10 là 90.000 một lượt quay, là nó nhân 10 lên luôn nha anh em. Để coi thử nhân 10 lên nha. Được bao nhiêu đây? Trời ơi trời, anh em thấy chưa? Quay cái X10 nó tỷ lệ nó hổ cao lắm. Trời ơi, 9.999 kim cương luôn. Mà nó nhân 10 lên nữa thì mình đủ 100k kim cương để solo với trái châu kia rồi anh em ơi. Ok, quay tiếp anh em ơi. Trời ơi, tôi nói ôi. Hồi đó giờ tôi nạp nhiều tiền mà anh em, nên là tỷ lệ nó cao lắm anh em ơi. Thì anh em nạp tích lũy càng nhiều trên cái shop của mình đó thì đấy thấy chưa? 12.000 kim cương là được 120k kim cương luôn. Trời ơi, quá trời kim cương để xài rồi. Thì sau khi mà anh em quay xong, anh em bấm vào cái tên của anh em nha. Thì anh em bấm chữ vào rút kim cương, anh em chữ rút kim cương không, anh em bấm rút kim cương. Thì anh em sẽ chọn cái gói cao nhất này là 950 kim cương, xong anh em nhập ID game của anh em vào. Đó, tôi sẽ nhập ID game của tôi vào nha, xong tôi bấm chữ thực hiện. Thì kim cương nó sẽ về cái ạc của tôi nha anh em, tầm 1 phút thôi. Đó, thì đậu xanh chúc anh em thử vận máy thành công nha. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng ông sóc cực đỉnh cao, anh em cùng đốt xem trận solo này nha.
Ok, hello, xin chào tất cả những người anh em đã quay trở lại với những dặn solo hiện thoại của Bá Chanh nha. Thì đậu xanh hôm nay tôi cay cú quá anh em ơi. Mẹ thằng cháu này nó dám chửi tôi anh em ơi. Mẹ nó chửi như tôi không ra cái gì hết anh em à. Thì đậu xanh sẵn tiện tôi test luôn cái bộ đồ này cho anh em coi. Trời ơi, tôi review cho anh em xem. Anh em thấy bộ đồ này đẹp anh em, quá xịn sò luôn. Mang cái số 23 nha. Thì đậu xanh tôi được tặng 5-6 bộ gì đó anh em à. Thì tôi thấy là cái bộ đồ này là ưng ý với tôi nhất nha anh em. Thì có bộ đen, bộ đỏ, bộ vàng các kiểu, nhưng mà tôi thích cái bộ xanh này nhất nha anh em. Thì đậu xanh bây giờ là cái kèo này là 100k kim cương nha anh em. Thì đậu xanh nào đó giờ tôi ôn sót tôi không có ngán nó đâu nha anh em. Thằng nào gãi solo ôn sót tôi không có ngán. Thì riêng thằng chỉ trâu này thì tôi phải bắn nó bay cái tóc liền anh em. Trời ơi, một mạng hét trọt nghiêng về vị trí của bé Chanh Phai Phai. Ai ok anh em ơi, thì ván này là cầm ôn sót mà không bóng nha. Thì đậu xanh anh em ơi, nó bắn gì muốn nhắn dữ anh em. Tôi thấy nó bắn hai viên liên tiếp luôn anh em, nghe tiếng sống không? Tôi bắn hai viên liên tiếp luôn anh em à. Từ từ anh em ơi, thì tôi phải spam kêu liên tục, tôi né cái đạn nó không, nó bắn hai viên chết luôn anh em à. Ừ, trẻ trâu à, trẻ trâu thích gà kiểu ôn sót đúng không? Rồi ra đây nào, ra đây tao sẽ cho mày biết thế nào là mùi ôn trọt à. Bay cái mũ liền nha con. Trời ơi, nó đẳng cấp gì đâu anh em ơi, một chùm máu đỏ luôn anh em à. Thì đậu xanh anh em coi nè, nó làm gì anh em coi thằng trẻ trâu này nó làm gì nè anh em. Đó, tại vì nó xà bam keo hoài luôn anh em, mà nó không bắn mình xà bam keo hoài luôn. Má gặp hàng trái trâu này mía cay thật chứ anh em. Thì đậu xanh tôi coi thử, tôi bắn thắng nó thử, nó có cho tôi 100k kim cương không nha anh em. Để coi thử nó gạ kèo mà nó có trả 100k kim cương không nha. Thì coi thử quân tử có trả kèo không nha anh em. À đâu rồi, ra đây anh em cho tôi coi, tôi cho anh em coi tuyệt chiêu đậu sống của tôi nè. Ông sốt đẳng cấp đi từ vị trí của bé Chanh nè. Mày láo thôi ơi, ra đạn là vô đầu khét tọt liền. Đậu xanh nó làm gì nó đứng nãy giờ anh em, nó AFK rồi sao anh em à. Nó đứng làm gì nãy giờ luôn anh em. Cái gì đây nữa, giờ tao mới bắn nay đâu mày coi nè con gà với Chanh. A à, đồ hồi nãy giờ ra nhắn tin mình anh em à, gặp trẻ trâu. Trời ơi, nãy thì nó là nãy giờ nó nhường mình ba bán, giờ nó mới bắn thật. Được, để tao coi thử mày bắn thật đi tới khi nào. Trời ơi, bắn thật mà nó bắn bay cái giáp mình luôn. À, để coi bắn thật tới khi nào. Anh em coi thì kia đổi sống mình nha. Mày này thôi. Ra đạn là phun máu đỏ anh em ơi. Tôi nói là đẳng cấp quá, là đẳng cấp liên từ vị trí của bé Chanh luôn. Trời ơi, nãy giờ toàn phun máu đỏ luôn anh em mà. Xong tự nhiên nó bị lát luôn anh em nè. Đặt keo nó bị một đống keo luôn. Trời ơi, gặp trẻ trâu gà keo sai người anh em ơi. Nè, anh em mà thấy tôi bắn hai, anh em cho tôi xin một like video nha. Trời ơi, những đoạn ôn sốc quá đẳng cấp luôn anh em ơi. Mày rồi, ra đây xử lý đặt kèo quá nhanh. Ui, hai viên máu đồng không chết kìa. Anh em có thấy hai viên máu đỏ không? Trời ơi, bắn vậy không chết kìa. Rồi, ở đây. Mày á, trời ơi, máu vàng anh em ơi. Thôi, không sao. Mẹ pha đó hai viên máu đỏ mà không chết trời. À, thì tỷ số là 5-0 nghiêng về bé Chanh rồi nha. Tao thấy mày gà. Trời ơi, cái gì nữa đây ông nội. Má, chán cho thằng trái trâu này luôn anh em ơi. Tao nhường thêm hai ván. Má, phải cả tao nhường thêm bắn, trừ tao mới bắn này hả? Trời ơi, má tôi thấy trẻ trăng, thằng trẻ trăng này tôi chán giùm nó luôn mày rồi. Ô, alo, cái ông nội hét trọt tôi luôn. Được, tỷ số là 1-5 nha anh em. Tôi 5 trẻ trâu 1, á đâu, tôi bấu mạng hét trọt, trẻ trâu 1 mạng hét trọt. Là tôi bấu của nó 1 nha anh em. Trời ơi, trẻ trâu đòi solo với mình. Cái gì thấy chưa, con gà, cái gì thấy gì nữa ông nội? Có thấy gì đâu, nãy giờ tao nhường thôi hả? Trời ơi, vãi cả trưởng thật. Chốt mày 7 năm. Để cho ảo tưởng này ra đây rồi. Ảo tưởng không mày? Mày thích ảo tưởng không? Đó rồi, ra đây coi. Để coi thử chốt 7 năm không nha. Ảo tưởng đúng không mày? À, đó rồi, ra đây nào. Tuyệt chư đổi số mình nhanh không? À, what the fuck? À đù. Cái gì anh em? Cái gì mà cái tay nhăn chùm ống số Việt Nam đấy nữa? Trời ơi, mấy pha đó mình chủ quan quá anh em à. Cái gì thấy chưa, cái gì nữa ông nội? Má nó đang thua mà nó gái kìa anh em. Thấy chưa con gà, trời nó gái quá anh em à. Đậu xanh nó đang thua mà nó gái. Này thì hành động với anh. Đồ được, anh thích những thằng như mày. Đồ được anh em ơi. Chốt hả, rồi chốt anh 7 năm mà hơi khó đó em dai à. Rồi chốt mình 7 năm anh em ơi. Đậu xanh bây giờ mình sẽ cho nó biết tay nha anh em. Này thì đòi chốt đúng không, rồi ra đây nào. Trời, bây giờ nó bắn khẩu chim bổ kiến này. Bây giờ mình sẽ spam cây liên tục nha. Mình sẽ đặt cây liên tục để khỏi nó bắn mình nha anh em. Mày nè, đặt cây nhanh thế. Được, anh thích nhắn thằng như thế, Đặt cây nhanh là anh thích rồi. Ui, từ anh em ơi, bị khựng anh em ơi. Mày thích đặt cây nhanh không mày? Rồi, ra đây nào. Ra đây để ra đạn vô đầu nè. Chị giờ nó chỉ cần ra cái là bay mũ. Mày hả mày, tao nói thật cho tao đâu có đùa. Trời ơi, dữ không anh em.
quá đẳng cấp luôn. Trời ơi, 62 rồi. Mày thích như thế nào? Ui, đậu xanh mình bị kẹp anh em ơi. Mình bấm lộn vào cái mà đậu xanh đồ nhảy anh em. Rồi, ra đây nào. Con gà ra đây. Con gà, trời ơi, nó bắn bay mũi mình luôn. Alo, ghê vậy anh em. Ui, hấp chấp nó luôn, không bơi máu. Mình đang ăn mà anh em. Chơi quân tử luôn, chơi firefly luôn. Mình đang ăn mà anh em, cần gì bơi máu đúng không? Trời ơi, nó bắn vô giáp anh em ơi. Thì đậu xanh nó chỉ có 2 mặn hết sọt thôi. Tôi 5 mặn hết sọt rồi. Thì tỷ số là 5-2 nghiêng về tôi nha. Trời ơi, bây giờ tôi quyết định chốc kè nó luôn anh em ơi, không có nhường nữa. Cái gì má lát vật là trời ơi, thanh niên bắn không hết sọt xong đổ thừa lát anh em à. Ảo thật đấy anh em. Bắn vậy mà không vô đầu, trời ơi. Bắn không hết sọt xong đổ thừa lát, chán thật sự anh em. Ok, thì đậu xanh ván này luôn kết thúc trận đấu luôn nha anh em ơi. Rồi, ra đây để anh kết thúc luôn. Mấy thằng trẻ trâu này, ra đây. Anh em coi on shot đỉnh cao nha. Anh em coi nhá. Rồi, anh em nào chưa đăng ký kênh và chưa like thì cho mình xin một lượt đăng ký kênh, một like nha. Và anh em nhớ bật cái chuông thông báo bên cạnh nút đăng ký để nhận video sớm nhất từ mình nha anh em. Đó, thì đậu xanh vô đầu luôn, ghê vậy. Ui, đặt kèo nhanh thế. Thì đậu xanh anh em nhớ bật cái chuông thông báo để hiện thông báo nha, mỗi khi mình like nha. Mày á, trời ơi. Vô đầu luôn anh em. Má, tôi còn không tin phải đó ảo vậy luôn á. Thì đậu xanh anh em nhớ bật cái chuông thông báo để đậu xanh mỗi ngày tôi ra video nó có thông báo cho anh em xem video tôi nha. Thì cảm ơn. Cái gì đây nữa? Tao nhường thôi, trời ơi. Mai tao gỡ kèo má trẻ trâu chán anh em à. Thì cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Bye bye.